Ha. Hôm nay tôi cung cấp phần lý thuyết coi những có thể nói là gần cuối cùng của cái môn học này, đó là cái lưu đồ hệ thống thủ công hay là lưu đồ dòng chảy cũng được. Thì đây là cái công cụ mà nó thực hiện, nếu như mà DFD thì nó khá là trừu tượng, nó thường nó dùng để mà phân tích hệ thống, còn cái lưu đồ này nó thường dùng để mô tả một cái công việc hay là một cái quá trình công việc nào đó. Cụ thể tại một cái bộ phận hay là một cái vị trí công việc nào đó. Thì người ta nguyên tắc của vẽ cái lưu đồ này thì người ta làm sao mà người ta nhìn vào, ai nhìn vào cũng có thể hiểu được và đơn giản hóa nó. Có nghĩa là người ta nhìn vào, người ta sẽ hiểu như vậy thì tôi ở vị trí này tôi phải làm gì, thì công việc của tôi sẽ đảm nhiệm là những việc gì. Thì đó là cái chức năng của lưu đồ này. Thì nó cho thấy những cái tài liệu luân chuyển từ bộ phận này qua bộ phận khác nha các bạn. Đây, tôi bôi đỏ lên. Như vậy thì ví dụ như chúng ta, nếu mà liên quan tới một cái bộ phận nào đó mà liên quan tới cái việc luân chuyển thì chúng ta sẽ biết được cái công việc chúng ta cần phải làm. Thì cái lưu đồ này á, thì nó khá là phức tạp. Nếu nói về ký tự của nó thì nó có cả trăm ký tự các bạn, nó nhiều lắm. Thì đối với mỗi cái gọi là mục đích khác nhau, người ta sẽ sử dụng các ký tự khác nhau. Ví dụ như cũng với cái lưu đồ dòng chảy này, mà nếu như mà bên kế toán họ sẽ học phức tạp hơn rất nhiều và họ sẽ dùng nhiều ký tự hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng mà bên khối quản trị thì thôi, thì chúng ta đơn giản hơn. Thì tôi chỉ cung cấp cho bạn có hai slide, thì có gần khoảng 10 ký tự thôi. Thì với 10 ký tự này thì chúng ta có thể đủ xài, gọi là tạm đủ xài, gọi là được cái giải quyết được cái mục đích của chúng ta. Còn nếu như mà muốn mà nó phức tạp hơn, nhiều hơn thì bạn có thể tham khảo thêm nhiều cái tài liệu khác nhau. Tuy nhiên thì ngoài thực tế thì một câu hỏi là người ta có sử dụng cái gọi là những ký tự này không, thì ngoài thực tế thì nó cũng ít sử dụng lắm, mà tất cả nó đều cho vào hình chữ nhật. Thì lát nữa tôi sẽ cho các bạn coi, còn bây giờ thì tôi sẽ giải thích một số cái ký tự ha. Thì khác với cái gọi là gì lưu đồ DFD thì cái dòng mũi tên là dòng chảy dữ liệu á, thì nó sao nhỉ, nó không có thể hiện cái thông tin ở trên mũi tên mà nó thể hiện cái dòng di chuyển của cái văn bản hay là một cái hồ sơ nào đó. Còn cái hình tiếp theo là một hình thang mà nó ngược, gọi là một cái thao tác thủ công. Một thao tác thủ công thì một thao tác thủ công này có nghĩa là một cái thao tác mà mang tính chất vật lý, ví dụ như là người ta viết đơn hay là người ta xuất hóa đơn hay vân vân. Một thao tác một cái hình mà các bạn thấy là hình mà phía dưới cạnh nó sóng, nó có sóng, thì đó là ý nó là một cái tài liệu hay là một cái mẫu đơn hay là một cái hóa đơn hay là một cái gì đó. Còn một cái hình tam giác mà nó có một cạnh nhọn đi xuống dưới thì nó gọi là cái nơi lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến, thì có nghĩa ví dụ như bạn lưu hồ sơ ở đâu, lưu có nghĩa là nó lưu hồ sơ mà ở ngoài, gọi là phi vật lý, sẽ là phi, có nghĩa là lưu ở ngoài yếu tố vật lý, có nghĩa là không phải lưu trên máy. Một cái hình bình hành thì gọi là nhập số tuần khoát quát, có nghĩa là gì? Ví dụ như là các bạn nhập một cái ví dụ như là hàng kho đúng không, hàng về kho thì người ta nhập 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 hàng vào kho, hoặc là xuất kho thì người ta có xuất kho. Rồi một hình tròn là dấu nối tiếp trang, và một cái hình gọi là hình giống một hình một viên đạn ha, hình một nhật mà nó nhọn một đầu thì là dấu nối hết trang. Thì cái này nó dành cho trường hợp là khi mà chúng ta thiết kế một quy trình mà nó quá dài dòng và nó quá dài, nó liên quan quá nhiều bộ phận, thì lúc này người ta sẽ sử dụng một cái hai ký tự này. Thì có thể người ta đơn giản người ta sử dụng một dấu tròn thôi cũng được rồi, không cần cái hình này, người ta dấu tròn thôi. Còn hình mà một cái hình giống như là một hình đồng hồ cát thì người ta gọi là so sánh đối chiếu. Có nghĩa là ví dụ như tôi so sánh đối chiếu giữa cái hóa đơn
và giữa cái việc mà gọi là hàng cái tôi mua hàng đó thì tôi phát giấy báo cho người người ta tôi mua hàng, nhưng mà khi mà họ đưa hàng tới thì họ sẽ đưa hóa đơn cho tôi, thì đầu tiên tôi sẽ so sánh đối chiếu giữa hàng hóa với cái hóa đơn có đúng hay không, rồi giữa hóa đơn hàng hóa họ đưa tới với cái việc mà tôi đặt hàng để họ nó có phù hợp hay không. Còn một cái hình mà hai tam giác nó còn một cạnh chung với nhau thì nó gọi là hình là sắp xếp dữ liệu, hoặc là thì như vậy thôi, chúng ta có hai slide đơn giản thôi. Bây giờ tôi sẽ cho giải thích kỹ hơn về cái lưu đồ nó. À, thế này các bạn, cái lưu đồ này nguyên tắc của nó là đọc từ trên xuống dưới và từ trái sang phải nha các bạn. Nguyên tắc của nó như vậy. Thì những cái đối tượng này này các bạn, đây mà đây, ví dụ như thời gian, phân xưởng, bộ phận đặt hàng, nhà cung ứng, nhận và phát hàng hay kế toán gì đó, thì chúng ta sẽ sắp xếp làm sao cho nó thật là khoa học và nó theo thứ tự, để mà khi mà chúng ta luân chuyển cái hồ sơ chứng từ này này, luân chuyển giữa các bộ phận á, thì nó tránh cái tình trạng là nó lệch nhau hoặc nó đi sai quá nhau. Ví dụ như bộ phận đặt hàng các bạn, bộ phận phân xưởng tôi đấy, nhà cung ứng đấy, bộ phận đặt hàng thì cái này nó đi sai hơn một đất, thì như vậy thì nó không phù hợp. Thì không nhất thiết phải lúc nào phải cái nội bộ chúng ta đặt gần nhau, với chỗ này là nhà cung ứng là cái bên ngoài, nhưng mà sao nhưng mà nó vẫn nằm ở đây. Thì đây người ta thuận tiện trong việc người ta thiết kế một cái hệ thống để mà nhìn vào nó không có rối quá. Nếu mà để ngôi nhà cũng ở cuối cùng thì các bạn thấy là nó sẽ đưa rất là xa, thì như vậy thì nó cũng không hay lắm. Thì nguyên tắc là từ trên xuống dưới và từ trái sang phải ha. Thì nó khá đơn giản đây. Thì nó có như thế nào thì chúng ta đọc thôi. Bây giờ tôi sẽ đọc cái lưu đồ này nha các bạn. Thì thế này các bạn, đầu tiên chúng ta thấy này, vào thời gian này là cuối tuần thì ở tại các phân xưởng này, đây là cái đơn vị sản xuất đó, họ sẽ xác định cái số lượng hàng hóa hoặc là cái nguyên vật liệu cần thiết cho cái nhu cầu sản xuất trong cái thời gian tiếp theo của họ, hoặc là trong tuần tiếp theo của họ, thì họ sẽ xác định những cái mặt hàng nào, những nguyên vật liệu nào mà nó cần thiết, có nghĩa là thiếu á, thì họ sẽ tiến hành đặt hàng. Thì chỗ này á thì người ta sẽ lập ba liên nhé, các bạn thấy ở đây cái hình này là một cái tài liệu đúng không? Tài liệu nó được xếp chồng lên là ba, người ta là làm ba liên, và cái ba liên này sẽ người ta gửi tới bộ phận đặt hàng. Bộ phận đặt hàng này họ sẽ có một thao tác thủ công. Thì họ sẽ lập một cái đơn hàng dựa trên cái yêu cầu đặt hàng này, thì họ sẽ lập một cái đơn đặt hàng, và đơn đặt hàng này nó sẽ có hai liên. Thì cái vẽ chỗ này nó sai nhé các bạn, thì một liên á, gửi cho nhà cung ứng và một liên á, thì nó lưu lại cái chỗ rào rào cái hiệu rào ngày á, có nghĩa là họ lưu ở dạng mã ngày. Như vậy là xong. Còn đó là công việc của cuối tuần vậy thôi. Và còn hàng ngày thì sao? Hàng ngày á, thì nhà cung ứng họ nhận được cái đơn đặt hàng, khi mà gửi cái đơn đặt hàng đến họ nhận được thì họ sẽ giao hàng. Thì hàng ngày họ có thể giao hàng các ngày trong tuần. Thì khi ở chỗ này các bạn, chúng ta thấy là khi họ giao hàng thì nó sẽ có phiếu giao hàng. Phiếu giao hàng thì phiếu giao hàng này khi mà nó gửi đến á, thì đến bộ phận gọi là bộ phận nhận và phát hàng. Thì bộ phận nhận và phát hàng này nè, họ nhận được hàng hay là thể hiện ở đây đó là cái phiếu giao hàng, thì họ sẽ tiến hành so sánh đối chiếu. Thì họ sẽ so sánh đối chiếu dựa trên cái phiếu giao hàng này với cái mẫu đơn đặt hàng họ đã lưu lại, và họ lấy mã lưu lại ở cái bộ phận đặt hàng khi mà đặt đặt hàng này, thì họ lấy cái liên, một liên lưu lại với đây để xem xét là xem cái lượng hàng họ đặt á nó có phù hợp hay không, số lượng, chủng loại,
nó có phù hợp hay không. Và nếu như không khớp có nghĩa là gì, ở nhà cung ứng họ gửi hàng không đúng với yêu cầu của gọi là của công ty ấy, thì họ sẽ tiến hành là gì? Có một là một cái thông báo trả hàng, một cái thông báo trả hàng có nghĩa là trả hàng lại cho nhà cung ứng, đề nghị là anh phải giao đúng cái hàng tôi yêu cầu. Còn trong trường hợp mà nó khớp ấy, có nghĩa là gì, cái hàng phiếu giao hàng này nó khớp với cái đơn đặt hàng là giao hàng, đúng không ạ? Giao hàng, giao những cái hàng mà nhà cung ứng gửi đến, họ giao hàng qua cho các phân xưởng sản xuất và nó hiện ở đây là gì, phiếu giao hàng. Phiếu giao hàng là cái minh chứng của họ là tôi đã giao những cái mà anh đã yêu cầu. Đồng thời cái phiếu giao hàng này nè, một cái phiếu giao hàng từ nhà cung ứng họ gửi đến thì họ sẽ lưu lại, họ lưu lại. Và trong trường hợp mà gì, hàng gửi đến đã đúng rồi thì nhà cung ứng họ sẽ sao, tiếp theo sẽ họ gửi hóa đơn đến, hóa đơn thanh toán tới bộ phận nhận của hàng. Thì lúc này bộ phận nhận của hàng họ nhận được hóa đơn thì họ một lần nữa họ sẽ so sánh đối chiếu giữa cái hóa đơn nhận được và cái phiếu giao hàng mà nhà cung ứng gửi tới trước đây, cái phiếu giao hàng này này mà họ đã lưu lại ở đây, và họ chỗ này, và họ so sánh đối chiếu thông tin giữa hóa đơn và phiếu giao hàng của nhà cung ứng nó khớp hay không, có nghĩa là hóa đơn anh ghi có đúng hay không, về số lượng chủng loại giá thành rồi tính toán rồi những cái tên thông tin trên hóa đơn họ sẽ kiểm tra nó có khớp hay không. Và nếu như nó không khớp thì họ đưa ra một thông báo sai, có nghĩa là một cái văn bản là thông báo cho nhà cung ứng là hóa đơn anh đã viết sai rồi đấy và gửi qua bên nhà cung ứng. Và nếu như mà hóa đơn này đã viết đúng rồi thì họ sẽ gửi hóa đơn này qua bộ phận kế toán, và bộ phận kế toán khi nhận được hóa đơn rồi thì họ sẽ tiến hành một thao tác thủ công, đó là tiến hành thanh toán cái hóa đơn này bằng cách là hình thức là viết check thanh toán, viết check thanh toán này và họ gửi cho nhà cung ứng, viết check thanh toán. Như vậy là chúng ta tới đây là kết thúc cái quy trình nhận và nhận đơn đặt hàng từ phân xưởng và đặt hàng và thanh toán, tới bước cuối cùng là thanh toán hàng của nhà cung ứng đưa đến. Thì như vậy nó cũng không có, bạn thấy nó cũng không có nhiều quá nhiều phức tạp đâu bạn. Thì các ký tự này nó cũng khá là đơn giản nên bạn không có phức tạp đâu. Các bạn có câu hỏi gì không? Bạn có nào có câu hỏi gì không? Không có câu hỏi gì hả? Nếu như các bạn không có câu hỏi gì thì tôi sẽ cho các bạn xem một số ví dụ thực tế nó sẽ như thế nào ha. Đây, trong thực tế thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều với những cái chúng ta học. Tôi lấy ví dụ đây là cái tài liệu tôi tham khảo được từ ngân hàng Vietcombank về một những quy trình của họ, thì nó họ cũng đưa ra các đối tượng liên quan tới quy trình. Thì đây là cái một cái quy trình đâu vậy, nó thực tế nào đây, quy trình là các khoản vay của khách hàng dưới 2,4 tỷ đó. Thì cái này là tài liệu mật của, cũng có thể gọi là cũng mật của Vietcombank á, thì tôi một số mối quan hệ tôi xin được. Thì đây đây là một quy trình đầu tiên khách hàng này ha, thì các bạn thấy nó dùng một cái hình là hình chữ nhật, tất cả là hình chữ nhật, nó không một cái ký tự gì gọi là đánh đố chúng ta hết, đúng không? Và ở đây
nó mục đích của nó là cho người nhân viên hiểu được những cái thông tin cần phải làm ở mỗi bước như thế nào. Ví dụ như đối với khách hàng vay dưới 24 tỷ thì phải làm gì, điền giấy yêu cầu bảo hiểm là ký cam kết về sức khỏe này rồi tổng nhiều thì trả lời bạn câu hỏi SK 7 câu này, rồi nếu như khoản vay từ 800 đến 20 trả bạn lời câu hỏi SK 14 câu thì có nghĩa là gì, họ yêu cầu cái đối tượng này tham gia vào quy trình này là khách hàng, thì cái anh vay thì mình anh phải làm những đối với những cái người mà nhân viên mà tiếp xúc với khách hàng mà họ mới yêu cầu khoản vay này thì chúng ta cần phải làm gì, điền đưa những yêu cầu khách hàng phải làm những việc gì để đáp ứng, sau đó qua bước tiếp theo là những cái hồ sơ này đạt hết rồi thì chuyển qua đây để cho cái cán bộ phòng tín dụng họ sẽ kiểm tra. Đúng không? Rồi sau đó là tới phòng tiếp theo, phòng quản lý nợ, đúng không? Để kiểm tra cái tình trạng nợ của khách hàng. Và cuối cùng là cái VC LI. Là gọi là phòng thẩm định, phòng thẩm định. Thì như vậy chúng ta nhìn vào chúng ta phát hiện đi ở mỗi cái bước thì nó cần phải làm những cái gì. Đúng không? Thông tin ở trên này nó khá là đầy đủ và nó không có đánh đố bất cứ một ai hết. Và nếu như mà bất cứ một người nhân viên nào họ nhìn vào họ cũng đều có thể hiểu được ở mỗi bước thì cái chức năng nhiệm vụ của nó sẽ như thế nào. Và cái này nó cán bộ ở mỗi cái đơn vị mà làm việc hay là một cái phòng ban mà nó liên quan tới công việc gì họ biết họ cần phải làm gì để mà đạt yêu cầu. Có nghĩa là không đánh đố, nguyên tắc là không đánh đố, nhưng mà học thì chúng ta đánh đố nhau một tí ha. Đối với khoản vay thì trên 2,4 tỷ thì làm cái gì? Thì nó hơi khác một tí mà. Đây, thì ở đây thì trong trường hợp mà nó có kiểm tra thì bạn thấy nó có một cái hình chữ nhật ha, hình thoi các bạn. Thì nó trong trường hợp mà nó đúng nó sai thì người ta vẫn sử dụng những ký tự nó hơi hàng lắm một tí, nhưng mà nó không phải là đánh đố chúng ta. Ở đây thì cũng là một tình huống khác đúng không? Về gọi là gì, phản ánh sai sót, phản ánh sai sót gọi là xử lý những cái gọi là gì thắc mắc hoặc là những cái phản ánh của khách hàng về vấn đề về sai sót trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thì nó cũng khá là phức tạp đúng không? Còn đây là một cái lưu đồ về cái trường hợp khách hàng không đóng bảo phí bảo hiểm trong thời hạn gia hạn, thì các bạn thấy thì nó cũng khá là đơn giản, nó cũng không có phức tạp nữa ha. Thì tôi cho các bạn coi cái lưu đồ ở ngân hàng Vietcombank, một trong những ngân hàng lớn của Việt Nam chúng ta, và các bạn thấy thì nó vẫn áp dụng những cái gì chúng ta học thôi, nguyên tắc từ trên xuống dưới và từ trái sang phải thôi đó. Nhưng mà nó đơn giản hơn rất là nhiều so với những cái mà chúng ta đã học đó. Nhìn chung á, thì những cái yêu cầu thì họ dĩ nhiên ngoài những lưu đồ này họ sẽ có những cái công việc họ sẽ ghi chú thêm ở dưới nữa để mà minh họa thêm đó. Nhưng mà nhìn chung nhìn vào lưu đồ này người ta sẽ biết được cái công việc của tôi liên quan tới mỗi đối tượng này thì tôi cần biết tôi sẽ làm gì và nhìn tổng thể tôi sẽ biết quy trình nó sẽ chạy như thế nào, và khi một ai đó hỏi thì tôi biết hiện nay nó đang ở đâu thì những công việc nó đang được xử lý như thế nào và như vậy thì người ta dễ dàng theo dõi và kiểm soát được cái quá trình công việc hơn. Thì cái lưu đồ này á, lý thuyết thì nó khá là đơn giản, quan trọng là các bạn làm bài tập nhóm và các bạn báo cáo và thuyết trình thì cái này là cũng phần quan trọng là các bạn làm và thực hành thôi, chứ còn mà lý thuyết thì nó khá là đơn giản, không có phức tạp đâu bạn. Hiện tại nhà tôi nó đang mưa thì không biết là các bạn nghe tôi rõ không?
À, rồi cảm ơn bạn Huy. Rồi những vấn đề nãy giờ tôi trình bày, có bạn nào có muốn trao đổi hoặc là có câu hỏi gì không các bạn? Khi bán hàng online ngồi nói cả buổi. Quang đang chơi game hả Quang? Đem cho em ngủ thôi. Ông để cái hình hơi bị bẩn bựa đấy. À được rồi. Thì tôi đã có tạo một cái gọi là hệ thống trên LMS đó các bạn có xài LMS mà đúng không? Dạ không. Không không cái gì, cô Nguyên cô lớp trưởng mà con biết à, Tụi em chưa dùng thiệt mà. à thì tôi đã add tất cả các bạn vào trong cái hệ thống LMS của khoa rồi các bạn, của trường á. Đây này, tôi đang mở website đó, thì các bạn lên trên LMS này nè, thì bạn lên trang chủ này, thì các bạn đăng nhập vào giống như tôi á, đăng nhập bằng email của trường nha. Đó, đăng nhập trên cái hệ thống này nè, thì các bạn vô đây các bạn chọn khoa này. Đây, các bạn chọn khoa, các bạn chọn khoa của mình này, thì các bạn vô đây các bạn sẽ thấy có rất nhiều thương mại điện tử nè, quản trị K42 nè, sáng nay mới học nè, đây đang học môn này đúng không? Các bạn thấy môn của tôi này đây, à, thì các bạn kích vào, thì những ai mà tôi ép vào trong cái này thì các bạn sẽ thấy. Thì tôi mới đưa cái link môn học đây thì cũng là cái Google Meet mà chúng ta đang sử dụng đấy. Thì tôi đã add các bạn vào trong này rồi. À, thì hiện nay là tôi add dựa trên là danh sách các bạn đăng ký học phần, có nghĩa là tôi lấy từ cái phần mà gọi là từ cái hệ thống của tôi mà kết quả đăng ký phần các bạn đăng ký là có bao nhiêu bạn đó, tôi có vào đấy hết rồi, thì có 70 mấy bạn đó. Thì ở đây các bạn có thể nộp cái bài thuyết trình nhóm của mình lên đây. À, thì các bạn sẽ nộp bài lên đây, còn nộp như thế nào thì tôi không biết, bởi vì cái đó là phần việc của sinh viên. Hình như à tôi chưa chọn tặng nhóm. À, thì tôi thì chưa đăng nhập cái tài khoản của bạn vào trong này nhưng mà nên không biết các bạn có thể làm được những gì, nhưng mà tôi nghe nói là sinh viên có thể tải các bài tập nhóm hoặc là cái bài tập của mình ở trên này. À, thì cái này thì trước đây thì tôi cố gắng tạo nhóm nhưng mà nó không được thành công cho lắm, tạm mò cả buổi sáng chả được cái gì, nó cũng hơi khá khá khó hiểu, khá khó làm. À, thì tôi chỉ mới đưa cái này thôi, thì các bạn thử đăng nhập lên hệ thống bằng cái email của bạn, các bạn thử nộp bài lên nữa các bạn.
À, mà hỏi mật khẩu đăng nhập là gì? Tôi không biết. Hình như là ngày tháng năm sinh của bạn, các bạn thử xem. À, cái hệ thống là tên là lme.dlu.edu.vn á, tôi đang cho bạn thấy ở phía trên đó. À, thì các bạn đăng nhập thử xem là cái ID là cái địa chỉ email của các bạn á, mã số sinh viên ở trong Edu á, rồi mật khẩu thử đăng nhập là ngày tháng năm sinh của bạn. Ví dụ như ngày 22/7/1990 thì là 22/07/90, hai số cuối. Nếu như mà các bạn vào được hệ thống rồi, các bạn thử gửi bài thuyết trình của mình lên như này để xem thì nó có được hay không. Cái này thì nó được trường phát triển, thì sau cái đợt dịch hồi hồi Tết âm lịch các bạn, thì sau đó là học online 2 tuần đầu tiên, sau đó là hết hết online, nên gọi là từ đó trở đi tôi cũng không có đụng vào nó. Từ khi mà cái đây 2 hôm trường thông báo nghỉ thì tôi quay lại sử dụng cái này cũng gần 3 tháng rồi, 2-3 tháng rồi mới đụng lại nó. À, thế rồi, thì các bạn cứ thử xem, đăng tải lên đi. À, Tu Anh giơ tay có việc gì không bạn? Tuy nhiên thì lúc đầu tôi đã thông báo các bạn đó là gì, vẫn về nhà chuẩn bị, và ban đầu tôi cũng đã nói là các bạn sẽ chuẩn bị thuyết trình 2 lần. À, thì cái kế hoạch của tôi là nếu mà học trên lớp thì chúng ta sẽ thuyết trình được 2 lần, mỗi nhóm sẽ 2 lần, để mà chúng ta thấy cái sự khác biệt trong quá trình mà chúng ta sẽ hiểu về quy trình và phát triển quy trình. Thì tới hiện nay thì chúng ta thấy là